Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game Heroes 7. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của phe Thiên Thần để kiểm soát thế giới ấy. Cái gì ơi? Có cái nào? Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi là mình đã phòng thủ thành công để bảo vệ lại cái lãnh thổ của mình đã bị mấy thằng màu xanh xanh bên dưới nó tấn công, và bây giờ thì ổn rồi. Mình sẽ rút quân về đây để chuyển quân này. Còn cái em này rất quan trọng này, em này học được skill rất tốt này. Bây giờ mình sẽ cho nó đi học các vào các cái công trình này để nó ăn kinh nghiệm các thứ linh tinh đấy. Khoảng cái chỗ nào này? Đây đấy. Và nó tuyển thêm quân nữa. Rồi có lẽ mình sẽ cho nó sang khu vực bên kia để tấn công. Nhưng mà đây thì hết quân để mua rồi. Bây giờ cứ để dành một chút xíu đó, mua các cái quân ở ngoài thành đó. Rồi qua lượt đã. Kinh tế của mình bây giờ cũng khá rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải tiến quân xuống phía nam để em này bây giờ sẽ cho sang vào các công trình bên này để nó ăn ra cái này đã. Con này cấp 20, nó chỉ nhận được kinh nghiệm từ con này sao mà nó kê lên cấp 20 luôn, thật là hổ báo. Rồi tranh thủ mua quân đó. Mỗi một lượt này chắc chỉ mua được quân cho một đơn một cái thôi. Về thành nữa, không biết là về thành nữa. Học được phép mới à? Tập trước mình đã có kế hoạch tiến xuống phía nam thì gặp phải bọn màu xanh thì nó đánh. Thôi rồi không sao, mình sẽ xử lý hết bọn ấy. Tội láo toét dám đánh mình. Mà tướng của nó cũng gớm phết đấy chứ. Mình đánh mãi không ăn được. Sao con này bước đi ngắn thế nhở? Bọn này bước đi nó dài này cơ mà. Tăng vào đam đây. Cái này à, tăng tiếp vào đam này. Con này đam đó. Sao nào? Giáp 15, đam 8 à. Nó được cái đôi giày gì gớm ít. Của một. Con này bước đi di chuyển nó xa ghê nhỉ. Cho nó ăn hết các cái này rồi. Con này mua thêm quân. Mua thêm mấy con chim nữa. Ái xà. Phe Thiên Thần này thì cực mạnh về bây giờ mình chắc chỉ mua bọn này là chủ yếu rồi. Thế thôi. Chơi Thiên Thần. Uầy, wow, hết tiền luôn à. Vào mấy cái công trình này để ăn kinh nghiệm đấy. Con này chắc phải lượt sau mới mua được vào. Sau mua. Thằng màu xanh ở bên dưới mà mình chưa biết ở chỗ nào. Bây giờ bắt đầu nhìn thấy đất của nó rồi. May ha bưởi. Rồi, không có cái gì để mua.
hai cái xe này thì Headling nó cũng hồi được máu à? Mà là Headling bắn tên Academy. Nó hồi máu kiểu gì nhỉ? Mình chưa hiểu. Hôm nào mình phải chơi cái phe này mới được, để biết xem nó có cái gì mạnh. Con hổ này thì đam to phết đấy, nhưng mà không ăn thua. Mình không có nhu cầu tuyển cái con này. Con này thôi. Tốn tiền gớm nhỉ. Có khi vào chợ bán bớt tài nguyên. Ê, lại một tuần nữa rồi. Vậy thì con này quay lại đã. Mua tiếp quân. Mắc. Rồi, quá đẹp. Spirit để có nhiều mana. Magic kìa. Cái này cũng Spirit này. 260 mana. Chắc là đủ để đánh nhau ấy. Đi đây. Không chỉ này thì này. Không vào được. Không vào được. Mấy thanh niên chỉ đứng ở nhà để hồi quân. Tăng đam tăng huyết lên các kiểu. Một thằng. Mấy thanh niên này đứng cạnh nhau. Bọn này tấn công hữu lượt thì bọn này đi hết à? Nhưng mà chưa kịp đánh một tí nào luôn. Tuyệt vời. Tăng vào đam đấy. Phòng thủ cao rồi mà. Mình nhiều đồ chơi quá. Nhiều đồ chơi phết đấy. Được sao mua lốt quần đây ạ? Nào, ăn lốt skill đi. Xem nào, nó chạy đâu à? Spirit à? Xong rồi đấy.
thanh niên này chưa mua quân được rồi, hết tiền mất rồi. Thằng nào phải chạy đây? Tài nguyên à? Gặp đâu đánh đó. Tướng của mình một cấp nữa là mắc. Ok. Trận này không cần người đá. Mình nó phụ thuộc vào số quân nhỉ. Trận mình rõ đông quân mà. Người đá trận này chắc cũng không có nhiều cơ hội để làm gì. Ủa, 2900 đam, sợ thật. Đam của mình bây giờ lên cao vãi. Xì, ra là được tài nguyên. À đây, moment đây. À, thành của nó đây rồi. Thành của nó đây rồi. Qua lượt đã, anh xử lý mày. Gặp phải tướng của anh, mày chỉ có tắt nắng. À, chạy vào thành, chạy vào thành. Chưa đủ tiền để mua quân à? Giết hết bọn tướng của nó chưa? Thành lại thành ma quỷ, mình lại thành ma quỷ. Úi giời. Xong. Không giết được hết à? Không giết được hết. Ai giả? Mày láo này. Đánh ai? Đánh chi đó. Trời ơi. Giết. Vục. Sợ. Cắn mày. Vục. Uầy, đằng sau là thằng bắn nỏ, đằng sau là thằng pháp sư nhỉ? Như thế thì nó lại không ăn thua. Nice. Nó làm cái gì đây nhỉ? Nó đi buôn à? Nó đi buôn à?
Quái giả Titan. 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 Con hổ này nó đánh mình không phản đam được. Phát này chết cả hai gì. Mày còn thằng nào nữa, thằng này à? À, thanh niên này. Ôi xe. Thanh niên này chết trong một nốt nhạc. Chết trong một đốt nhà. Chửi thế nào bắn có 8 máu nhỉ. Hổ này vẫn là hổ cùi. Cho nó phát này chết cả ba luôn. Đạt to thế. 200 con hoặc khác. Nào 200 con này. 200 con này. Úi mày 200 con này. 200 con này. Úi dồi. Ôi mình chưa lên đến level 30 à? Chưa lên được cái level 30. Công thành của nó sao nào. Này á. Mũi. À đây rồi. Nhưng mà người đá đứng đây thì làm sao di chuyển được. Rồi. Này lại thêm được mấy ô nữa này. Tấn công thằng kiếm sĩ của mình, Soul Master của mình. Ai chà, bắn ác gớm nhỉ. Bắt này, đi hai thằng. Cắn chim rồi. Chết tại chỗ luôn bây giờ. Sáu hai bảy bảy. Cái nào cũng có xác suất là chết nhưng mà không chắc. Xuất. Úi xuôi. Ôi chết mà một con chim của mình à. Ôi thôi rồi, quên mất không để ý rồi.
Không đi đâu. Căng đấy, chết một con chim là hơi căng đấy. Cái này là cái gì? Không hiểu lắm, phép thuật của bọn bóng tối. Phép thuật của bọn bóng tối. Phép thuật của bóng tối. Cứ theo con đường này thì mình sẽ... À, cứ từ từ. Đây còn một thằng nữa này. Nó thế nào nó lại giúp ở dưới này nhỉ? Nó thế quái nào nó lại giúp ở đấy được nhỉ? Ấy. Chạy à? Chạy lên quận à? Thành của chúng nó bên kia nữa. À đây mua rồi. Ra đây cho anh. Mua luôn. Chạy đây. Hội quân với bọn này. Mày đông quân lắm nhỉ. Chết. Nó được đánh trước à? Ủa chạy nhanh thế. Con hươu nhanh thế. À có cả ma cả giữa ma cung thủ à? Ai chà, đa của nó to ghê nhỉ. Cho cái con kia quái quỷ bắn ai? À bắn thằng kiếm sĩ của mình ăn thua gì. Giết thằng này trước đã. Khỏi đặt tên. Ui. Dẹo một con chim của mình rồi. Ai dạ ơi. Gớm nhỉ. Mày bay đến đây để làm gì? Còn ma cà rồng này. Trời ơi. Mày biết người đá à? Hả? Úi xời. Bắn vào đá thì ăn thua gì. Úi xời. Thằng chém thầm áp phết nhỉ. Oh.
tấn công thằng kiếm sĩ của mình nhỉ? Mình vẫn phải mất một lượt nữa để hồi tiếp con chim lên. Lần trước mình không để ý mất chết một con chim. Phát nhanh quá. Mày xong. Kiếm sĩ này của mình trâu thật. Cần một lượt nữa để đây rồi, còn tiếp con chim nó lên nữa. Cây của nó bắn kiểu gì, mất có mấy máu thế này. Người đá à? Con này là người gì đây? Xong đi. Không để ý cho nó một con chim thượng hoàng. Wow, còn phải rất nhiều nữa mới lên được một cấp cuối cùng. Hay rồi. Cái này chỉ là mắc tí. Thôi không cần. Chỉ là cái chợ thôi. Tướng của nó à? Chạy không kịp rồi cô ạ. Nhưng mà phía bên kia là cái gì nhỉ? Mình đi trên cầu xuống đấy nó có cái gì bên đấy nhỉ? Chưa biết bên cầu bên đấy có cái gì. Có cái gì thì giờ này ăn một vài cái kinh nghiệm để chắc chả thấm vào đâu. Con rồng này chết trong nốt nhạc. Không cần được phép. Bắn thẳng luôn, chết rồi. Ấy, chỗ này có thể mua tiếp này, quân phép thuật này. Xử lý thằng này luôn. À, giả nó bốn con rồng này. Nó có bốn con rồng, ba thằng Titan, mạnh đấy. Không đùa được, cẩn thận lại chết với nó. Nó có mấy con rồng rốn hết. Đấy, rồng, rồng xương kìa. Toàn quái về cuối đấy. Cẩn thận. Chết này. Cây với cối này. Thích ăn phản đam à? Ố, xông lên. Sao thằng Titan này nó lại xông lên thì mà nó không bắn nhau nhỉ? Ôi, đáng nhẽ mình dùng phép ánh sáng giật nó quả này chết chắc luôn. Ai chả thằng này mạnh thế đấy. Ai thằng mạnh nhất của nó đây.
Mày thích chết hả? Con rồng xương này dụng. Con máu cho chi. Titan này. Ủa. Thêm được đánh à? Úi xồ. Con này xăm chỗ ác lắm nhỉ. Rồi. Hi. Nó không dám đánh tiếp đâu. Luyện phép. Thiên thần thì nó không thể chơi những cái quân này được. Mình nghĩ là nó không cần thiên thần. Bởi vì bản thân nó đã là tướng hồi máu rất là mạnh, nó không cần thiên thần. Chưa có xe à? Mà về thành mua xe tiếp đi. Thanh niên này lên level 9 rồi. Mình không có tướng nào, tướng hồn ma nào để có thể tuyển những cái quân này được. Có cái tướng hồn ma thì nó mới tuyển được quân đấy. Đó, không tìm được. Phải là tướng của phe ma quỷ hình như không tuyển được. Bởi vì mình là phe loài người không tuyển được những cái quái như vậy. Không thể tuyển được tướng ma quỷ. Nó mặc định rồi thì phải. Ok. Ơ, phía dưới này cũng có à? À. Đây có một thằng nữa chạy ra này. Xem nó đông quân không đã. Được đấy, rất nhiều rồng. Xử lý thằng này đã. Kiếm thêm mấy thằng bay bay ạ. Ai à? Ai à? Bánh đá đấy của anh hơi lặn đấy nhá. Không sợ không? Ăn cả đấy máu trâu, không sợ.
sao lại chưa hồi quân nhỉ? Còn một lượt nữa. Chưa đến lượt hồi quân. Chưa hồi. À đây rồi. Phun chưa nhỉ? Từ nhỉ? Xem phun chưa đấy. Nắm tiết. Chả thấm ra đâu. Chưa biết là hồi đầy máu chưa. Quên mất nãy không để ý. Mình có 30 quân. Quân gì gớm phết đấy. Có một cái thành ở bên dưới đấy à? Hay là quân như nào nhỉ? Lực lượng này khá nhiều quân đấy. Sang thành cái này lấy thêm quân nữa. Tiền. Cho thằng này vào cái thành ma quỷ để giảm mấy cái con quái này xuống nữa. Con rồng xương cũng mạnh đấy, nhưng mà mình lại không có tướng thuộc phe ma quỷ. Lại một tuần tiếp theo. Từ đã. Hết tiền. Cho nhớ tốt lốt con này xuống nữa để đánh nhau. Con này cũng nhiều đồ chơi phết rồi mà. Cho tốt quân thằng này. Này thì lại hơi yếu, không có lực lượng mà bộ binh mạnh. Chơi thằng này thì cũng được ấy, nhưng mà con này này, con này tuyển nó ít lắm, thằng pháp sư lửa hay hơn.
Con này máu yếu nhưng mà nó lại có nhiều loại phép. Ngựa này thì 115 máu. Đây, chơi thằng Soul Master đây ạ. Nó chạy đâu rồi? Sống được hai nữa nhỉ. Mình vừa thấy quân nó ở đây mà. Chạy đường nào mà nó nhanh thế nhỉ? Mana vẫn còn rất nhiều. Mana vẫn còn rất nhiều. Lại mò ra đây à? Lại mò ra đây à? Mấy cái thành của nó ở đâu nhỉ? Mình vẫn phải giữ cái cổng này, chưa đi được. Để có thêm quân nữa xuống đây thì mới đi. Một phát. Thêm một thằng tớ nữa của nó dẹo. Lạ nhỉ, nó có mấy thằng quân mà nó cũng cho quân đi. Bọn này bọn phù. Thôi anh ở chỗ mày đâu. Quân hết là ti à? Kinh, mua phát hết tiền luôn. Chạy đi buôn thì phải. Nó muốn buôn thần bán thánh gì thì kệ nó. Mình cũng phải thịt nó đã.
đủ mạnh chưa nhỉ? Hơi khó đi ăn đấy. Chắc là được nhưng mà hơi khó. Đi xuống thôi chứ không để ở đây thì mệt quá. Không có quân trợ giúp con này, mình con này giữ cổng hơi khó. Mình con này giữ cổng hơi khó à. Ai chả. Xong luôn. Dưới này có cái thành nào không nhỉ? Chắc phải có. Tướng của nó mạnh phết này. Học ở đây đã. Kiểu gì mà nó chẳng phải ngoi lên, làm sao nó ở dưới đấy mãi được. Không mang theo được. Vào rồi. Quân gì không? Chắc là mua được con chim. Học pháp thuật. Học phép bất tiền. Học phép mất tiền. Căng nhỉ. Tướng nó đâu hả? Mình cũng không dám đi sâu xuống đây, sợ đi xuống nó tóm được chết bỏ mẹ. Sợ nó lại em thành của mình. Có con này rồi. Mua rồi à? Ai... Vào đây. Giải quyết nhanh. Phe thiên thần. Bọn này đâu ấy? Chạy nhanh phết nhỉ? Trận như này thì mình có thể... Sao không quýt con bát được? Có một thằng tướng, một thằng quân mà không quýt con bát được nhỉ? Quái nhỉ, nó có những cái đơn vị quân gì lạ thế.
cái thủ ở thành. Nó chạy về đấy thôi. Thế chứng tỏ bên dưới này phải có một cái thành gì to. Đây. Không sợ. Có cái thành gì đó ở dưới này. Đây rồi. Chạy tít thế. Một tuần tiếp theo à? Một tuần tiếp theo thì mua quân đi. Wow, cái bọn này bây giờ nhiều vãi. Về đây đã, mua mấy con chim trước ạ. Có vẻ như chả có thằng nào dám đánh mình. À, thành của mày đây à? Thảo nào, thành này thành chính của nó luôn, bởi vì là 500 máu, con rồng gì đây, kinh thế. Máu. À, đây là cái thành chính của nó. Ui, con rồng. Con rồng cây. À, con sơn. À, ngựa, ngựa. Ngựa này. Chết tại trận luôn. Mỗi con này là ma quỷ à? Con thua. Tiếp nào đã. Đó là lính tầm xa. Ái chà. Còn thua. Thế mà không chết à? Ôi con rồng. Con rồng của nó cũng gớm nhỉ. Giết mấy thằng tầm xa trước đã. Xả chưa hồi được máu à? Chưa hết một tơn, sao tơn thứ hai bắt đầu mình mới hồi được máu à? Rồng như chả rắn. Rồng này.
Con thanh niên này à? À. Con thanh niên này, hóa ra là con thanh niên này. Ngon thì vào nữa đi. Ui, cái này còn rất lâu mới max. Max level được. Max level thì tốn khá nhiều đấy. Chiếm được cái thành này nữa thì nó... Ôi, nó còn một cái thành bên kia. Cũng khó đấy. Ui. Chống mà mình... Nó còn rừng cây. À. Ai chà. Ai chà. Bắn chết một thằng người lửa mình kìa. Một thanh niên ra đứng ở cửa để làm gì? Đòn đấy đi phát cả hai thằng luôn này. Có vẻ như mình bây giờ hổ báo quá rồi, không thằng nào ăn được nữa. Ừ. Thử vào cái thanh này xem nào. Học được skill gì không? Không à? Magic level 3. Mua được con rồng. Máu 15 là mạnh hơn chứ. Ủa, nó xây mắc hết rồi. Nó có hai đơn vị tầm xa là con này. Con rồng. Để phòng thủ rồi. Cái gì đây? Phun. Tấn công. Rừng cây tấn công. Tướng. Quái nhỉ? Không có tướng ma quỷ thật. À, cái thành này coi như là xong rồi. Tướng này của mình quá mạnh. Đây để tuyển quân thôi. Đây nữa. Vậy là còn bên cuối cùng là bên này. Em này vào đây để học tăng sát thương lên. Thành ma quỷ không tuyển được quân rồi. À, mày không ăn được đâu. Con này nó giữ thành ở đây dưới này rồi.
không ăn được rồi. Đánh auto thì mất quân ấy. Ai chả, ai chả, ai chả. Bay nhanh. Bay nhanh. Khơ khơ máu của mình. Sàn nằm sàn. Ô có cái kinh nghiệm này vẫn chưa lên được. 460.000 kinh nghiệm mới lên được max. 460.000 kinh nghiệm nữa mới max được. Hả, nó mạnh hơn mình á? Chắc không. Nó báo là server này là nó mạnh hơn mình này. À. Báo như thế này nó mạnh hơn mình kìa. Kinh nhỉ. Tướng này của mình mà yếu nó. Xem nào chứ nhỉ. Kinh nhỉ. Hay là quân của nó có gì mà chất ấy. Sao trận này lại không cho Phượng Hoàng vào được? Ngắn hơn à? Chà. Được đánh trước à? Ủa nó 500 con nhỉ? Được, để xem thằng nào bất tử. Hồn ma. Hồn ma. Chắc phải dùng phép thuật của bóng đêm. Chết cả thằng cây đằng sau. Rồi. Mà nó lắm quân quá nhỉ. Quân nó đông. Ô, chết rồi. Ây chà. Chết quân mình hơi nhiều ấy. Đi. Ai à? Ai già? Ai dù? Cụ này căng rồi nha. Yeah.
Ôi, nó đông thế, chết rồi. Nó đông quân hơn mình tưởng. Trận này về thành dễ sức thì to nhỉ. Về thành dễ sức thì to nhỉ. Giữ con này trước đây. Được, nó tấn công một tuyệt vời. Giết mất bọn này đấy. Không có gì đó, ám sát chết thằng kia rồi. Người đá đâu ạ, lên lên. Ai chết mất hai người đá. Sao? Vào đây để còn hồi được máu với nhau. Tuần 2 rồi. Tuần 2 này mình sẽ để một quân hào trước. Một bọn cận chiến trước hay tầng xa trước đây. Ô. Can này gớm lắm. Wow, 20 mạng của mình. Nó đông quần lắm. Trận này nó dự đoán là mình thua mà. Chắc phải có cơ sở nhỉ. Ai dạ. Chưa đến lượt mình để hồi máu. À nó đứng như này nhưng mà mình có một cái lợi thế là đòn hồi máu của mình nó cứng và đòn sát thương gây ra bọn ma quỷ này, nó thuộc nhóm ma quỷ. Nên là chắc phải xong được nữa mình mới hồi vào. Không sao. Nào mà có thể choáng luôn là hay quá. Rồi cầm chân của nó con tôi may mắn à, đánh luôn chết cả hai con chưa sao. Đây rồi. Mình sẽ di chuyển quân của mình gần vào các khu vực này đã. Thằng nào ăn thằng nào đâu. Cứ thiết thì mình đang thua đó. Bởi vì nó báo dự báo nó là nó trên cơ mình.
cân con này trước đi. Tiếp. Rồi. Bây giờ là phải hồi quân này, đầu tiên là hồi được cái thằng võ tiến sĩ này nữa. Không hồi được nhờ. Đâu thằng này đứng vào ô của nó. Mày phản đam. Wow, còn có một thằng người đá này á. Di chuyển vào chỗ của mình không hồi được em hero của mình lên. Càng quá nhỉ. Không hồi quân trận này chết to nhỉ. Sao nhỉ? Sao không ngồi lên nhỉ? Come on.
cơ số quần. Đây rồi. Chuyện cuối này có hồi rồi. Mắc một trang nữa. Water và file. Chết luôn rồi, không hồi lên được nữa. Đúng nhỉ? Không hồi lên được nữa. Chết rồi. Thiệt hại nặng quá nhỉ? Ai mà có quân sẽ bị xuống. Giết không được bao nhiêu quân cả, sợ thằng ấy cũng gần chết rồi. Hồi máu chứ, mana thì phải mái đủ cho mình hồi. Chết mất người đá, chết mất con chim này. Đây là mana gì, uẩn gần 600 mana, làm sao mà hết được? Dứt điểm nó đi. Thương đau nhưng mà đành phải chịu. Không có cách nào mà quân nó mạnh như mình. Lực lượng chủ công còn ư. Chết toàn bộ lực lượng người đá. Ôi level up à? Max level rồi. Trâu lắm. Học rồi. Ồ. Giờ quân của mình yếu vãi chưởng. Chắc phải hậu quân với con này. Chứ làm gì còn quân nữa đâu. Thắng được trận này ghê, quân nó mạnh hơn mình nhiều quá. Toàn tướng đời cuối với nhau. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.